Hợp đồng hôn nhân? Dạ. Hả? Dạ. Cậu mới vừa nói cái gì hả? Em nói cái gì? Tôi không thể sống với anh được nữa. Thôi được rồi, vậy thì bỏ hết đi. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, còn ly dị hả? Không bao giờ. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Bởi vì em yêu anh. Con chào nội. Minh Minh hả con? Dạ con chào ba mẹ. Con heo con về rồi. Đây nè, ba cái đồ này nè, của ba má Bảo Yến ở bên Tây á, tặng cho nhà mình đó. Dạ. Con coi này nghe, đẹp không? Dạ đẹp. Minh Minh. Dạ. Con biết Bảo Yến rồi đúng không? Dạ biết mẹ. Vương Hoàng nói anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Bây giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi yêu Đình Phong. Thật ra trái tim tôi dành cho Vương Hoàng đã từ lâu lắm rồi, mà tôi không biết. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy nữa đâu. Thời gian 3 năm thật ra thì cũng rất là dài, nhưng cũng không bằng thời gian mà anh ấy đã chờ đợi tôi. Trong 3 năm, nếu Dương Hoàng không chịu chia tay thì tôi cũng không thể nào kết thúc sớm được. Tôi biết, tôi cũng không cố ý hối thúc cô đâu, nó cũng không gấp gáp. Miễn là cô không có tình ý gì với anh ấy, cô không được yêu anh ấy. Cô phải nhớ, cuộc hôn nhân giữa cô và anh ấy chỉ là một bản hợp đồng. Cô phải luôn nhớ điều đó. Vô coi bà nội thử đồ này Bảo Yến. Dạ. Tôi mà báo trước cho hai người rồi hai người có tiếp tôi không? Mà làm gì có chuyện đột xuất vậy em? Hai người có được bao nhiêu tiền? Tiền gì đâu có đâu. Có bao nhiêu mang hết ra đây đi. Tụi mình nghèo lắm đâu có tiền đâu, cậu biết mà. Vậy hai người có gì? Gì là gì? Gì cũng có, miễn tiền là không có. Không có. Trước tình hình này, bất cứ cái gì có thể bán lấy tiền thì hai người đưa hết cho mình đi, làm ơn mà. Nhưng mà cưng cần chi đột ngột quá vậy? Em cần trả hết tất cả số tiền mà em thiếu nợ Dương Hoàng. Anh trả lương cho cậu mà mắc mớ gì giờ còn phải trả lại. Rảnh ghê. Mình trả nợ xong rồi sẽ ly dị. Ly dị hả? Làm gì hai người nhìn tôi dữ vậy? Mà hả, số tiền nó lớn lắm á nha, cậu không trả nổi đâu. Tỉnh lại đi cưng. Bị mát hả? Suy nghĩ viễn vông. Thank you.
Nè, cô ra ngoài mới về hả? Ờ, tôi đến nhà ba mẹ. Lại tới đó nữa hả? Có vẻ như cô yêu quý bà nội và ba mẹ tôi ha. Tôi rất là yêu quý họ. Nhưng... nhưng mà sao? Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn. Đợi tôi thay đồ, xuống nấu cơm cho anh ăn. Dương Hoàng, có muốn nghe chuyện cười không? Lần này là bảo đảm cười luôn á. Chuyện cười? Ừ. Kể nha. Có một anh chàng kia rất đẹp trai. Đẹp trai ơi là đẹp trai. Đẹp trai ngang ngửa luôn á. Anh ta đi dạo trên một cánh đồng, nhìn thấy nguyên một đàn bò. Bò nhiều ơi là nhiều luôn. Và anh ta đã nghĩ, tại sao bò lại không bay được như chim? Rồi trong khi đó có một đàn chim bay ngang qua đầu anh ta, thả một cái bụp. Anh có biết gì không? Một con chim ỉ trên đầu của anh ta. Và anh ta dùng ngón tay quẹt phân chim và nhìn. Thì ra bò không bay được là đúng. Mắc cười không vậy? Nè, cô nói lảm nhảm cái gì vậy? Cô đừng có kể cái chuyện này cho người khác nghe biết chưa? Cô kể cho người ta nghe, người ta nói cô khùng đó. Khùng nhưng mà khùng. Tôi thấy chuyện này mắc cười mà. Tôi thấy chuyện này mắc cười nhất từ trước đến giờ tôi kể luôn á. Thiệt là mắc cười quá trời mà không chịu cười. Nhìn gì? Nè, có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì đúng không? Chuyện gì? Có gì đâu. Chắc chắn là có chuyện. Có phải hôm nay ở nhà bà nội đã xảy ra chuyện gì đúng không? Không hề. Bà nội la cô hả? Không có. Vậy thì chắc chắn là ba tôi hoặc mẹ tôi đã nói gì với cô đúng không? Không có, không có, không có. Mọi người không có nói gì hết. Mọi người rất là cưng chiều tôi. Đừng có nghĩ bậy bạ. Còn nữa, từ bây giờ anh có thể gọi tôi là rùa, là gà, là nồi cơm điện hay bất cứ gì anh muốn. Vì bây giờ nó không còn quan trọng với tôi nữa. Thiệt mà. Thích kêu gì cũng được. Nhìn gì mà nhìn? Đẹp mà. Cô lạ lắm. Thiệt. Ủa, chứ vậy là sao? Hôm nay không phải ngày ăn khoai lang à? Anh đâu có thích ăn khoai lang đâu. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Ăn cơm đi. Ăn đi. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong đầu cô ấy. Sao tự dưng lại tốt vậy trời? Xuống bếp lấy tôi ly nước lạnh. Để xuống đây. Ý tôi nói nước lạnh tức là nước đá lạnh, đá làm nhuyễn đó. Cầm đi đâu? Để nguyên đó, lấy cái mới đi. Lấy thêm ly nước thơm coi.
kêu lấy coca cơ mà, sao lấy nước thơm? Xuống bếp làm dĩa trái cây. Nè, cô viết kịch bản sao đi? Đi dọn dẹp đi. Nhà cửa bừa bãi quá trời, lau nhà cho sạch đó. Lau lên cao đi. Thôi sang lau bàn đi. Được rồi, đừng lau nữa. Hát bài Hèo Sinh đi. Cô không muốn hát hả? Ngày mới nắng ấm, heo xinh xinh đi trên con đường. Vừa hát vừa múa minh họa. Ngày mới nắng ấm, heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bông giang heo Manly đang oai nghi. Nè, tóm lại có chuyện gì vậy? Chuyện gì là sao? Cô làm tôi hết sức khó chịu. Tại sao cô lại làm theo tất cả những gì tôi đòi hỏi hả? Cô biết tôi không thích bài hát đó mà lại hát là sao hả? Có phải cô phạm lỗi gì rồi đúng không? Lỗi gì chứ? Chẳng qua là tôi thấy thời gian ở bên anh không còn bao nhiêu lâu nữa, cho nên em muốn gì tôi chịu anh thôi. Cô tính đi chỗ khác hả? Bộ anh nghĩ anh với tôi sống với nhau suốt đời hay sao? Nhẫn cưới đâu rồi? Cô để nhẫn đâu mà không đeo hả? Bị nghi là đúng lắm mà. Tôi biết ngay là cô đã phạm lỗi gì rồi. Làm mất nhẫn, sao tôi sẽ giận đúng không? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại có những hành động kỳ lạ như vừa rồi. Cô có biết là chiếc nhẫn đó đắt tiền lắm không? Tiền lương của cô cả năm cũng không đủ mua chiếc nhẫn đó đâu. Thì ý tôi á, không phải nói chuyện tiền bạc. Thì tiền bạc đúng là không quan trọng gì. Nhưng mà dù sao chiếc nhẫn đó cũng là đính ước của tôi với cô mà. Chính cô đã nói chiếc nhẫn đó có ý nghĩa lắm mà. Nhớ cái lần tôi mất nhẫn, cô chẳng giận và la tôi ôm sầm còn gì. Giờ tại sao cô để mất nó chứ? Thôi được rồi, mang cái chiếc lại đây. Đưa ta đây. Đưa đây. Đẹp ha. Bây giờ vẽ cho tôi cái đồng hồ vào tay. Nhưng mà phải đẹp hơn lần trước đó. Lần trước á, cô vẽ xấu quắc à. Bây giờ tôi thoải mái rồi đó. Thôi, hát bài Hèo Sinh đi. Hát bài Hèo Sinh đi. Vậy là cô làm xong rồi hả? Gà mái nhà mình.
Kịch bản của gà mái viết làm sao mà hay được chứ? Bây giờ tâm trạng của tôi rất là thoải mái, linh cảm mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp, kịch bản này sẽ được chấp nhận. Vậy thì chúc mừng cô. Nhưng mà nhớ đừng có tự tin thái quá rồi thất vọng não nề đó. Kịch bản của cô viết thì làm sao mà hay được. Vô lý. Chờ cho đến khi tôi trở về. Vô lý hay không thì cứ chờ ở đó. Bây giờ tôi đưa kịch bản cho anh Đình Phong xem. Ở nhà chờ kết quả. Nhớ, không được đi đâu hết, nghe chưa? Nghe chưa? Khá lắm. Thiệt không anh? Chỉ cần chỉnh sửa chút xíu nữa thôi là sẽ thật là tuyệt vời. Em làm rất là tốt trong khoảng thời gian ngắn. Đây chính là điều mà anh mong đợi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn gì chứ, anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã viết một câu chuyện thật là hấp dẫn. Anh tin rằng với kịch bản này, anh có thể thuyết phục được nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư cho bộ phim. Vậy chúng mình có nên ăn mừng không? Sao giờ này mà cô ta cũng chưa về chứ? Sao mà em đờ đẫn vậy? Bộ em không muốn đi ăn à? Dạ không có gì, em vui mà. Vui thì cười lên đi. Nếu mệt thì mình giờ lại ngày khác cũng được. Không cần đâu, em muốn ăn mừng ngày hôm nay. Nếu vậy thì cười lên đi, em cười kỳ quá, giống như là bị ép vậy. Vậy hả? Vẫn còn sượng lắm. Còn sượng hả? Tại sao giờ này cô chưa về hả? Hôm nay tôi sẽ về trễ. Anh ăn cơm trước đi nha. Không được, cô không thể nào ăn ở ngoài được. Cô đi về đi nha. Tôi có cái này cho cô xem, hay lắm đó. Không biết đâu, tôi sẽ chờ cho tới khi nào cô về nhà thì thôi. Không biết, tôi sẽ chờ đó. Tôi không ăn trước đâu, cô phải về đó. Ăn được chưa anh? Được rồi, để anh gấp cho. Đình Phong. Anh nghe chuyện cười không? Có một chàng trai rất đẹp trai đi ngang qua một cánh đồng. Trên cánh đồng đó có rất là nhiều bò. Và anh ta đã nghĩ, tại sao những con bò lại không biết bay? Trong khi đó có một đàn chim bay ngang qua đầu anh ta. Rồi anh có biết chuyện gì không? Cái bẹp. Một con chim nó ỉa đến đầu anh ta. Xong anh ta lấy tay quẹt một cái. Anh ta nghĩ, ồ, bò không biết bay là đúng rồi. Anh thấy mắc cười không? Vậy mà em kể câu chuyện này cho Dương Hoàng nghe, Dương Hoàng không mắc cười. Vậy thì có nên cười không? Thực ra thì thời gian gần đây anh phiền muộn nhiều bởi vì em. Hả? Anh nhớ đã có một lần anh nói chuyện với Vương Hoàng là cậu có làm được gì cho Bảo Yến không. Cậu không làm được gì cả, bởi vì cậu chẳng có gì, nên đừng biến thành một kẻ ngu xuẩn và trông chờ cô ấy. Vậy mà giờ đây hình như điều đó đang xảy ra đối với anh. Anh không làm được gì cho em cả,
Không phải như vậy đâu. Anh làm cho em rất nhiều mà. Anh dẫn em đi ăn những món ngon, còn tặng hoa cho em nữa. Rồi anh luôn cười khi em kể những câu chuyện cười, mặc dù những câu chuyện cười đó không mắc cười cho lắm. Với lại anh luôn giúp đỡ em khi em cần. Anh đã làm cho em rất cảm động đó. Em nói thiệt đó. Và em cũng có thích anh một chút. Chỉ một chút thôi sao? Nhiều hơn một chút một chút. Nói như em vậy là anh chỉ có cơ hội yêu em. Đương nhiên là có rồi. Bởi vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, anh phải tập cười đi. Để những khi câu chuyện cười của em kết thúc, anh phải cười thật nhiều đó. Ăn nha. Không biết là giờ này Dương Hoàng còn chờ em không nữa. Anh cũng không biết nữa. Giờ cũng đã khá muộn rồi. Không biết cậu ấy có đợi nổi không. Cậu ấy thiếu kiên nhẫn lắm. Em đã muốn về chưa? Chưa. Hay là anh chở em đi thêm một vòng Sài Gòn nữa nha. Hả? Chỉ là em muốn chọc anh Dương Hoàng bực thêm một chút nữa thôi. Em muốn làm cho Dương Hoàng bực mình à? Đúng vậy. Vì từ trước tới giờ em luôn là người phải chờ đợi anh ấy. Hôm nay em phải cho anh ta đợi một lần cho biết. Anh ta nói là sẽ đợi cho đến khi em trở về. Còn em thì lúc nào cũng đợi anh ta bên thềm cửa cho đến khi anh ta trở về. Biết ngay là anh ta nói xạo mà. Tạm biệt. Ngủ ngon nha. Dạ. Anh cũng ngủ ngon nha. Tạm biệt anh. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ. Trời anh đến khi nào
mặt trời ngừng sáng lối em đi về. Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Thức dậy đi Dương Hoàng. Thức dậy đi. Sao nó đợi tôi mà ngủ vậy? Tôi đâu có ngủ, chỉ tại đang bận suy nghĩ nên. À, mà bây giờ mấy giờ rồi? Tại sao cô về trễ vậy? Tôi đã nói trước là về trễ rồi mà. Nhưng mà tôi đã nói là tôi sẽ đợi cô về mà. Rồi biết rồi, xin lỗi. Nhưng anh nói anh có cái gì cho tôi xem đâu. Không có gì hết. Nó mất rồi. Chúc mừng kịch bản đầu tiên của Minh Minh đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Anh Đình Phong nói kịch bản thế nào? Kịch bản rất là tốt, có thể quay thành phim. Ừ, vậy thì chúc mừng. Ừ, mà sao anh biết kịch bản của tôi được khen mà anh tổ chức tiệc tùng như vậy vậy? Tôi tưởng anh chỉ muốn tôi thất bại thôi chứ. Tại sao lúc nào cũng nghĩ xấu tôi như vậy hả? Mà tiệc tùng gì nữa, trễ quá trời rồi. Tại sao lại về trễ như vậy chứ? Tôi thích về trễ thì sao? Tôi về trễ là có mục đích mà. Từ trước đến giờ tôi luôn là người phải chờ đợi anh, cho nên hôm nay tôi bắt anh phải chờ đợi một lần để cho biết cảm giác khó chịu như thế nào. Cái gì? Hôm nay tôi nói anh ở nhà, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ đã đến lúc nói rồi. Chuyện gì vậy? Cái này nè, trả anh nè. Cô tìm được chiếc nhẫn rồi hả? Ở đâu ra vậy? Tôi trả cho anh đó. Chúng ta... chúng ta... hãy ly dị đi. Cô mới nói cái gì? Cái gì là cái gì chứ? Chúng ta hãy ly dị đi. Tại sao đột ngột như vậy? Tại sao chứ? Tiền giết lách với tiền hợp đồng cộng với tiền bá thông không là bao nhiêu hết. Khi tôi nhận được tiền kịch bản, tôi sẽ trả tiền thuê nhà để sinh sống ở đây. Cho nên chúng ta hãy ly dị đi. Nếu như cô là người muốn ly dị trước thì chắc chắn cô sẽ không lấy lại được căn nhà này đâu. Vậy anh muốn Bảo Yến, người phụ nữ anh yêu, đợi thêm 3 năm nữa à? Cô nói sao hả? Tôi nghĩ chúng ta ly dị sẽ tốt cho cả hai. Không được, tôi không muốn ly dị. Sao lại không được? Tại sao lại hỏi tại sao? Đó là quyền của tôi mà. Không muốn tức là không muốn thôi. Phải cho tôi biết lý do chứ. Gia đình tôi, họ sẽ nghĩ thế nào về chuyện ly dị này? Cô có nghĩ tới họ không hả? Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận chuyện tôi với cô đi gì đâu. Anh yên tâm đi. Bà nội, ba và mẹ đều rất thương yêu Bảo Yến. Cái gì? Chính vì vậy chúng ta ly dị được không? Tôi chỉ muốn biết tại sao mọi chuyện lại bất ngờ như vậy chứ. Cô đùa giỡn với tôi phải không? Nếu mà cô không muốn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thì thôi, cô đừng có làm nữa. Không phải như vậy đâu. Chỉ là
Tôi không thể sống với anh được nữa. Tại sao như vậy? Có phải Đinh Phong Biểu cô phải sớm ly dị với tôi hay không? Cô hay thiệt. Bởi vì Đình Phong mà cô đòi ly dị với tôi à? Thôi được rồi, vậy thì bỏ hết đi. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ chịu hết. Kể cái gì cô gặp Đình Phong, cô muốn gặp thì cứ gặp, tôi sẽ không nói gì hết. Còn ly dị hả? Không bao giờ. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Bởi vì em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Tôi không tin được, ngay lúc này mà cô vẫn còn đùa giỡn như vậy. Sao cô tàn nhẫn quá vậy? Anh đừng có cười như vậy. Anh thấy tôi như vậy chưa đủ hay sao? Tôi đau khổ như thế này anh cũng không nhận thấy hay sao? Bây giờ tôi đau khổ lắm nên không thể nào tiếp tục được nữa. Làm ơn hãy dừng lại. Cô thiệt là ngốc quá đi. Cái câu em yêu anh cô đâu cần phải nói ra. Mà tại sao cô lại không muốn sống chung với tôi nữa? Tại sao chứ? Bởi vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi và đau khổ nên tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Chúng ta hãy ly dị đi. Anh có thể yêu Bảo Yến vậy ly dị đi. Chúng ta ly dị nha. Minh Minh, xin lỗi nha. Bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi cũng không muốn sống chung với cô nữa. Được, chúng ta ly dị. Ra ngoài, chút nữa sẽ về. Cơm và đồ ăn đã làm sẵn, hãy ăn những món mà anh thích. Cố lên nhé. Cố lên. Cô thì lúc nào cũng cố lên hết. Chào anh. Ờ, Minh Minh. Anh có thể đi dạo một vòng được không? Ờ, nếu như anh bận thì để hôm khác cũng được. Đi xa một tí nha. Hả? Thank you.
Sếp hả? Em đây. Dạ. Kiếm cho em một căn nhà. Chung cư cũng được. Cô về rồi hả? Ủa, anh ở trong phòng hả? Nói chuyện với cô một lát được không? Bây giờ? Cô mới đi đâu về? Tôi ra biển. Giáo Đình Phong phải không? Hôm nay anh không có việc phải ra ngoài sao? Phim mới của anh thì bao giờ bắt đầu? Có thể tuần này tôi sẽ ký hợp đồng. Và giữa tháng sau phim sẽ khởi quay. Phim về đề tài gì? Là Bỗng Dưng Muốn Khóc phần 2 hả? Không phải, phim khác. Bỗng Dưng Muốn Khóc phần 2 năm sau mới làm. À, tôi đang tìm nhà để thuê. Khi tìm được, tôi sẽ dọn đi ngay. Tất cả đồ đạc trong nhà tôi sẽ để lại cho cô hết. Anh cứ đem đi đi, đồ của anh mà. Tất cả đồ đạc trong nhà đều là của anh hết mà. Nếu như cô không thích thì cô có thể bỏ. Anh sẽ nói thế nào với gia đình của anh? Không biết họ sẽ phản ứng ra sao nữa. Thiệt là bực mình. Tại sao báo chí lại có thể đăng tải như vậy được chứ? Muốn ám chỉ ai đây? Báo đăng chuyện gì vậy mẹ? Báo đăng tin một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng tên H vừa mới cưới vợ xong, tư tình lại với người tình cũ, chuẩn bị ly dị vợ. Báo đăng diễn viên đó tên H hả mẹ? Tên H á, là nó chỉ là viết tắt thôi. Nó muốn ám chỉ ai đây chứ? Nó vô tình nó giết như vậy á, rồi người ta coi vô rồi người ta tưởng Dương Hoàng nhà mình sao? Đúng là tào lao. Mẹ ơi, mẹ đừng để cho nhà con biết chuyện này nha. Anh ấy mà biết, anh ấy sẽ nghĩ ngay đó là Dương Hoàng nhà mình đó. Anh ấy sẽ chỉ trích nó đó. Bộ con tưởng mẹ không biết tánh tình của con trai của mẹ sao? À mẹ nè, mẹ có nghĩ là kể từ khi có Minh Minh, quan hệ của nhà con với Dương Hoàng cũng tốt lên nhiều đó chứ. Mẹ thấy con heo con á, tuy tánh tình nó vụng về nhưng mà nó thật thà dễ thương. Con có thấy vậy không? Con cũng thấy nó dễ thương lắm mẹ. Lúc đầu con cũng hơi lo. Nhưng mà thật sự Vương Hoàng nhà mình may mắn lấy được Minh Minh đó mẹ. Đúng rồi. Mẹ, cho con mượn tờ báo đi mẹ. Báo cũ mà coi cái gì? Mẹ cứ cho con mượn tờ đó đi mà. Hồi sáng tới giờ có ai giao báo đâu mẹ đọc. Thành ra mẹ đọc báo cũ nè. Bực mình quá. Chắc mình đổi người giao báo đi em. Dạ anh dùng nước.
Cái tin về vụ một nam diễn viên nổi tiếng tên H mới cưới vợ nhưng vẫn ngoại tình với người yêu cũ, giống như nói về Dương Hoàng vậy. Cậu có thấy như vậy không? Dạ, sáng giờ cũng có mấy cuộc điện thoại hỏi về chuyện đấy rồi đó anh. Vào đi. Dạ thưa anh, gọi em. Ngồi đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu về Dương Hoàng. Có phải Dương Hoàng vẫn thường xuyên gặp Bảo Yến hay không? Dạ. Dạ thường xuyên thì không thường xuyên. Nhưng mà Dương Hoàng có gặp Bảo Yến. Gặp ở đâu? Hai người có thân mật lắm không? Ý tôi là hai người có tình tứ không? Dạ. Dương Hoàng gặp Bảo Yến ở cái chỗ shop IV gì á. Rồi thỉnh thoảng hai người có đi ra đi ăn đi uống. Trông thì cũng thân mật. Hay nói đúng hơn là như bồ bịch vậy á. Ngay cả khi tôi đã cản Dương Hoàng. Thú thiệt với hai anh, tôi không phải là cái thứ nhiều chuyện gì đâu. Nhưng mà tôi thấy cái cô Bảo Yến á tính tình kỳ cục quá đi. Rõ ràng cô ta biết á, anh Dương Hoàng là người đã có vợ rồi. Nhưng mà vẫn cứ tỏ ra tình tứ, gọi điện thoại rủ Dương Hoàng đi ăn, đi chơi, đi uống, thân mật với Dương Hoàng một cách quá đáng nơi chốn đông người. Cô ta như vậy là trơ trẽn lắm lắm luôn á. Cho dù đám cưới của Dương Hoàng với Minh Minh chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân thôi, nhưng cô ta không được làm như vậy. Tôi hỏi hai anh, cô ta lấy cái quyền gì, lấy lý do gì để làm như vậy hả? Tại sao cô ta lại đối xử với Minh Minh như vậy chứ? Không đúng. Hợp đồng hôn nhân? Dạ. Hả? Dạ. 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 Cậu mới vừa nói cái gì hả? Em nói cái gì? Cậu mới vừa nói đám cưới của Dương Hoàng và Minh Minh là hợp đồng hôn nhân à? Tôi nói sao? Tôi mới nói vậy thiệt luôn á hả?